xong rồi tiếp nọ nè rồi chúc Linh xe hai nọ gì chưa? Nó mừng quá kìa chị, nó mừng lắm chứ sao. Ẩm em đi hả? Thấy nội đi thăm chú hả? Dạ đi thăm chú tươi. Ăn cũng đỡ nhiều rồi, hai cái chân nó đi chưa được, bây giờ nó khỏe xong rồi nó tập. Yes, you didn't miss me. Don't I miss you? Yes, correct con. Yes. Yeah. Yeah. Giỏi quá. Rồi, xin chào tất cả các bạn trở lại với bầu trời Boston and family. Hôm nay thì cả nhà mình luôn á, trong xe thì có bé Trúc Linh yêu nè. Ok. Có mẹ Triệu View nè, có má của Đạt nè, má của Nhàn và Mia nè. Chú cũng thấy hả? Thì Đạt đang đậu ở trước cửa của cái nhà thương mà em trai Đạt Nhàn ở trong đây để mà hồi gì nằm ở trong đây trong suốt mấy tháng vừa qua để mà coi như là điều dưỡng sức khỏe đó. Thì hôm nay là cuối tháng 12 ngày 31 tới 30 giờ mẹ. 31. Hôm nay là cuối tháng 12 ngày 31 tháng 12 năm 2020. Mình thu lại cái video này để cho em mình giữ làm kỷ niệm. Ok. Thì hôm nay mình quay cái video này rất là quan trọng, rất là đặc biệt đối với gia đình của Đạt, cũng đối với Nhàn luôn. Thì đây sẽ là cái video để mà nó lưu lại làm kỷ niệm. Đã 9 tháng đêm Đạt nằm ở nhà thương vì cái điểm chính của nó là COVID. Nhưng mà COVID đã được trị bệnh khỏi sau 2 tháng ở trong nhà thương, nhưng mà lại tất cả những cái vấn đề khác đã kéo dài nó đến 9 tháng trời. Bây giờ thì được về nhà, chưa có đi được. Đạt cũng chưa từng thấy đứa em Đạt có đi như thế nào, được như thế nào, ai dìu nó đi làm sao, tập cái cơ bắp của nó như thế nào, Đạt chưa bao giờ được thấy. Thì hôm nay sẽ là cái ngày đầu tiên toàn cả gia đình của Đạt luôn sẽ được thấy coi như là nó có đi đứng được hay không. Mình biết là nó nhúc nhích cái chân được, có cử động cái chân được, nhưng mà chưa biết rằng nó có thể coi như là bước từng bước đi được không. Nếu mà có một người đứng dìu nó, dắt nó đi này kia nọ đó, thì chuyện đó mình chưa được gặp luôn. Thì hôm nay sẽ là cái lần đầu tiên mình gặp ha. Thì không ai nóng lòng hơn, nóng ruột hơn cái vấn đề đi rước con về bằng má của Đạt. Thì má của Đạt cũng ở trong xe. 11 giờ thì mình biết là nó có giấy tờ được xuất viện. Bây giờ là 10 giờ rưỡi, 11 giờ nó có giấy xuất viện. Thì Đạt đậu ở đây, nhưng mà trên thực tế là Đạt cũng không biết là nó sẽ đi ra cái chỗ này bằng cách nào luôn nữa. Bây giờ ở ngoài có lạnh và mưa, cho nên theo Đạt thấy đây thì trời lạnh và trời cũng có chút mưa như vậy đó, thì nhà thương có thể sẽ không có đẩy Nhàn trên chiếc xe lăn ra trên con đường chánh đâu, để mà mình có thể gặp được, mà có thể họ đi con đường trong cái con đường, cái lối xe cứu thương họ sử dụng đó. Thì nếu mà trường hợp như vậy thì Đạt không quay được cái phần mà Nhàn từ ở trong nhà thương đi ra, mà Đạt sẽ cố gắng chạy về nhà của Nhàn trước khi xe cứu thương tới nhà, để mình quay khi người ta dẫn nó xuống chiếc xe và đưa nó vô nhà. Thì bây giờ mình còn nửa tiếng nữa ha, Đạt sẽ đi ra ngoài, Đạt quan sát cái lối đi của xe đi như thế nào để mà chút nữa Đạt có thể quay được. Ok, thôi một chút nữa sẽ tiếp tục quay tiếp rồi. Thì một chút nữa có thể là người ta sẽ đẩy chiếc xe ra từ ở con đường này, cũng có thể là đi từ ở phía trong đó đi ra, Đạt hoàn toàn không biết. Nên Đạt cũng sẽ đi quan sát thôi anh. Ở ngoài sau lưng Đạt là cái chỗ mà xe cứu thương đi ra đi vô cái khu vực chỗ này. Nên mình nghĩ là chút họ sẽ đi cửa đó chứ không phải đi cửa kia đâu. Và nếu mà đi cửa đó thì cái chỗ Đạt đậu xe đằng đẵng sẽ không thấy được
không thấy được đứa em đang đi ra xe. Ok. Hello. Yeah, he has a whole a lot of the stuff he wanted to give to me. Yeah, put everything on a cart. Okay. All right, thanks. Yeah. Oh, you're taking the bags. Yeah, yeah. Actually, yeah. Thank you very much. Mình cũng may mắn quá, mình tới nhà của nhà trước khi chiếc xe này tới. Có kia nào đâu? Phía nào đứng ở đây đợi chứ tôi đi con. Ok. Dạ, vui ha. Dạ. Cả nhà ai cũng tới để đón thứ tư. Kaizen. That's Kaizen. Kaizen. Hay đó đi kìa. Lạnh lắm nha quý vị, rất là lạnh luôn á. Alright, I know I'm strapping on your arms, but they have to stay inside, okay? I don't want you to reach out or anything, okay? As long as I'm doing that. It's gotta be a little tight, okay? Ok, mình từ từ mình vô chổng để họ làm xong cái đã ha nha má. Má đứng ở cửa này để mình lấy thôi. You got it? Push you yeah. Up in bed. 1, 2, 3. All right. Welcome home, Hong. Thank you. Yay. Okay. Yes. Yes. Uh-huh. Yeah. Yes. Beautiful home. Thank you. Yeah. You gotta take it from here. Yeah, I'll just okay. Move it. Problem, buddy. Yeah. God bless you, man. Take thank care. You. Yes, you two make a big day for us. Take this, know, the right? End of the year. Yes, thank you very much. Anytime. Yes. Yes. I'm gonna move it. Yes. Yeah. Hi, how are you? How are you? Hi. Đây là mẹ dạy của nhà nha các bạn. That's Vienna and Trúc Linh. How are you, Trúc Linh? Yes, Trúc Linh, yes. Say hi, chú Tê. Yeah. Yes, yeah. Vienna is a big girl now. Yes. Welcome. Hi, thank you for coming. Yes. Yeah.
Yeah, Hello. 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 Chúc Linh say hi trước đây chưa? Rồi. Rồi hả? Hi, Sam. That's your little brother. Yes. 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 You almost tall at night, Kaisen. Yes. Oh no, we are so exciting. Just like you do, exciting. Go home, man. Yeah, this yes. is yes. happy in my life. Yes, yes. I get to be home. Yeah. Everybody at the hospital is so happy. Yeah. They know that I live. Oh yeah, yeah. No. So yeah, huh? Yes. Mm-hmm. I've been there for 9 months. Yep. Yeah. Yeah. Exactly. They're so happy. Yeah. They said that I had to leave. Mm-hmm. But, they know I have to go home. Yeah, it's better. Yeah. Oh, really? Yeah. Oh my God, I think it's big TV. Yeah, I have Yay, a, big screen TV now. Okay. Yeah. Yes. Yeah. Exactly. No, after I fix it. Oh. Bà con đưa bác ra quay á. Rồi kia chị em cảm ơn nội. Khai Sinh mới nói bằng tiếng Việt cảm ơn nội nha quý vị. Nó là hậu gì giờ nó nói tiếng Việt không hậu gì đây Many of our friends online doesn't know he speaks Vietnamese. They never see him speak anyway, so they don't know. Yeah. He speaks Spanish too. Yeah, so he speaks Spanish. He speaks Italian. Thailand, English, Vietnamese. That's good. That's good. Yes. Vietnamese, he sings. Oh, he sings Vietnamese too. Karaoke? Yeah. Oh, yes. He knows karaoke. His daddy is good karaoke. Yeah. So he better know. Guys, I'm about to go. Yeah. I love you so much. Me too. Me too. Yeah. Yes. He's gonna have daddy home all the time. Daddy gonna see you. You took over. Yeah. I love you so much, Kaisen. Daddy miss you so much. I was in the hospital, all thinking about you. I had your picture next to me. I look at you every day. Yeah. You're so cute. I am. Yeah. Look at that face. Look at my adorable boy. Yeah. I love you so much. Yeah. Look at him. Yeah. You look good, You look good. Yes. Okay. Yeah. Yeah. Bây giờ thấy nó da thịt nó đỡ rồi nè. Yeah. Yeah. Okay. Nó vàng mà. Nó vàng mà ốm vô mà cái mặt nó ốm vô luôn mà. Bây giờ cái mặt coi như là tròn trịa lại rồi đó mà. Cái chỗ đó nó cho em ăn đồ nhiều lắm. Oh, yeah. Nó cho này kia rồi. À. Nó có bơm mấy cái thuốc vô. Trời ơi. Ăn nhiều lắm. Mát được không càng nhiều. Không sao đâu mấy. Nó được rồi. Rồi em đem đồ tới cho em mỗi ngày. Yeah, that's good. Cực cầu nó. Yeah. Hôm qua I got a table. Yeah, so, I bought you this stuff. Yeah. So you can have it accessible. Yeah, you just bought a whole lot of new stuff now. Chỗ cái này lại rồi. You like Vienna when she was young. Yeah. Vienna, when you was a baby, you sit like that. You hang out with you and them every day. Yes, exactly. We take you out. We take you to the beach. We take you to the park.
You're playing around. You're jumping on two of these beds. Yeah. So cái bộ cây này Doris mới mua thì cái này là thật sự là cái công dụng nó là như vậy nè các bạn. Okay. Yeah. Nên cái này sẽ sử dụng để mà bỏ để nhàn vô trong cái ghế rồi để đẩy đi tới lui lui đó. Yeah. Yeah. I know I painted and I have to still do some work upstairs. Yeah, I haven't done anything here, but upstairs. Oh, look at the fish. Yeah, I get tropical fish. Yeah. Yeah. Can I go down? I know, it's just a little bit too fluffy. So, Kaisen, how are you? Good? How is your school? I haven't been to school. Haven't been to school, huh? You do online school? No, I'm off. You are, but you do online school? No, not even online school. January is the online school or go in to the school online. Okay. So what grade are you? I figured I'm grade 2. 2? Yay. Wow. Children can't wait to go to school. People say I want school all the time. Don't go con muốn đi học. Yeah, see? Mhm. Yeah. And Vienna. What grade you are? Tell Kaisen. Eighth grade? Wow. Yes. Eighth grade already? Yeah. Yes. Yeah. High school, yes. That's Kaisen. Yeah. You go. You look like she go, what you do to me, daddy and mommy? Yeah, that was like when I was showering. Yeah, after you get a shower. Yeah. You know, I told mommy, put me back in. Yeah. Đó là ba vợ của nhà. Yes. Yes. Thank you. Yes. So. Everybody's excited. Yes. I know. So for him being home now, so they're gonna have a lot of people coming over here. Yeah. So they're gonna have physical therapy come over. They can't come every day. They're gonna come two to three times a week. Okay. Yeah. They're gonna have the VNA nurse come over, which I'll do all his stuff, but then they have to look at his wound, which has actually healed significantly. Yeah. And. I think they provide like a home health aide to come in, which I didn't do because it's just too much already. Yeah, been working. Yeah. And I'm here. I work nights. So I'm here during the day. Okay. And then. Everybody's here at night, but I think maybe certain days or something just to maybe get some rest. Yeah. I think it's more of he has some tools that he has to practice. Yeah. Doing the exercise, which I will hook up. Yeah. Yeah, I have it, and then more of like doing some range of motion, which I was actually surprised because physical therapy had me come over. Hum can move his legs pretty okay. good. Oh, okay. That's good. Show them like you can do pretty good. Yeah. And then you can. So he can move his upper body and then it's just because he has had so much muscle atrophy that
you have to replace all that stuff. So anything with like protein that he needs, like high protein diet right now. Mm. So I brought like a whole like whey protein shake. Yeah, yeah, yeah. So he can drink. Yeah, that's good. She's a lot more than her sister. I think she's way more active than Fiona used to be. Yes. Yes. Yeah, he's itchy because his liver, all the toxin from the liver. Yeah. And you know, get him off. The COVID attacks the liver. All the medications. Đúng rồi. Chứ coi như là đúng rồi. Now his voice is gonna be anything better, or it will stay with that? They said to him, if you want the voice to get stronger, you have to try to sing. You have to try to practice. Oh, he had no problem with that. Yeah. Give him a karaoke but stuff. But I think the problem is the fatigue. Yeah. You know, unfortunately, the liver affects a lot of things, so he's too tired. Yeah, yeah. To produce any. Yeah, I see. I think that's why the get the nutrition and the exercise so you get stronger. Mm-hmm. Yep. Yeah, they did this to him right out of cake. What is it? Cái này gọi là cái gì? Vì sao cái đó bị xương ở trong ô bị lở một trong mấy cái lở hả? Nó bị tụi kia nó bỏ cái tép ra. Ok xong rồi nó không có tao ra. Để đó một khi nó tao ra nó rất là because you know he doesn't have a lot of nutrition, so so fragile. Yes. So they I guess when they try the IV or something, they just ripped it right off. Oh my god! So he had to be a few months. They had to like clean it up and debride it, and now you can see the meat, the bones. Oh my god! Yeah. They did a good job with it. But they clean it up and it's helpful now. It's better now, but it was bad 3 months ago. Wow. It's deadly looking. Wow. It's scary. Yeah. No, that is just like how much compared to your back. Yeah. The back is really filled in. It's like 0.5 centimeters. In depth, so it's just like this. Okay. It was like as high as this. Ouch. Yeah. Inside. Oh so he God. Has a stage 4 to the bone. Oh my God. So that one is filled in. So what they did is clean it up really good, treat it with antibiotics so you can kill the bacteria, and then like constantly make sure that's nice and clean and dry. Oh, wow. They see my bone back. Yeah. My bone and my back. No, I said there's some damage to that. Yeah. And all because of negligence. You know? Now better now, but it was negligence. Yeah. They don't take care of me. They leave me there. Yeah. They don't tell me. Yep. It was bad. Mm-hmm. Yep. I was bleeding so much. It was all the back.
They gotta give me the blood, the IV blood, like seven bags or something. Okay. A lot. Lynn's so cute. She's so cute. Yes. Okay. You know, maybe the second day, are you? Because it's just me and Kaisen to help you with the lift, to lift him up to the chair. Bye-bye. 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 Okay, nha. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.